Như tiêu đề của video mà các bạn đã thấy đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những câu hỏi liên quan xoay quanh đến cái vấn đề điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng cái phương pháp chấm dung dịch acid TCA Cross. Và nếu mà bạn đang quan tâm đến cái phương pháp điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng cái phương pháp này thì hãy chú ý xem hết video sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên là phương pháp Trị sẹo dỗ bằng chấm dung dịch axit TCA cross có phải là một phương pháp khoa học không? Thì câu trả lời là đó là một phương pháp khoa học nha các bạn TCA là cái tên viết tắt của cái loại axit hữu cơ người ta dùng để chấm phá đáy sẹo Tên nó là trichloroacetic cross là cái từ viết tắt của cái từ chemical reconstruction of skin scar Có nghĩa là ấy, tái cấu trúc da sẹo bằng hóa học và đây nó là một cái phương pháp điều trị sẹo rỗ khoa học được nghiên cứu cũng như ứng dụng rất là nhiều trong gia liễu. Các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những cái phương pháp, những cái phác đồ điều trị ở trên Tư viện y khoa quốc tế người ta nói về cái phương pháp này. Câu hỏi thứ hai được đặt ra là phương pháp này điều trị có hiệu quả cao hay không? Thế thì trả lời luôn là phương pháp này có hiệu quả đối với điều trị dẻo Còn hiệu quả cao hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố Đặc biệt phụ thuộc vào chuyên môn của người điều trị thứ nhất là phải lựa chọn cái nồng độ dung dịch chấm đủ để có thể là phá được đáy sẹo thứ hai là phải lựa chọn đúng cho cái loại sẹo thứ ba là phải biết kết hợp các phương pháp điều trị sẹo khác sau khi chấm bằng cái dung dịch này và thứ tư là cái quy trình và kỹ thuật thực hiện cái phương pháp này làm sao để đạt hiệu quả cao nhất TC Cross thường được áp dụng nhiều nhất cho cái dạng sẹo đáy nhọn, sẹo Ispisca và thứ hai là áp dụng cho các dạng sẹo đáy vuông, đáy hộp. Thì đối với hai dạng sẹo này là hai cái dạng sẹo mà đạt hiệu quả cao nhất đối với phương pháp này. Câu hỏi thứ ba là cái phương pháp này nó có an toàn hay không? Thế thì an toàn hay là không phụ thuộc vào rất nhiều cái người điều trị cái người điều trị có chuyên môn cũng như thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mà được điều trị sẹo khuyến cáo cái phương pháp này nên được thực hiện tại cơ sở trị liệu phòng khám da liễu hay ít nhất là các cái cơ sở thẩm mỹ viện có bác sĩ điều trị hoặc tốt nhất là các bạn đến bệnh viện thứ tư là mức độ thì có đau hay không chắc chắn là có đau có sót đau theo cái kiểu rất là đặc biệt nó không giống đau những cái kiểu mà chúng ta lăn kim, phi kim hay là thực hiện laser, cryofacial đâu. Tuy nhiên là hầu hết các trường hợp khi chúng ta ủ tê gây tê bề mặt cũng như là chúng ta làm các các biện pháp làm dịu bằng nhiệt độ lạnh thì phần lớn các trường hợp cái mức độ đau nó chỉ ở trong cái mức độ là trung bình và chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng cũng như kiểm soát được. Câu hỏi thứ năm là nó có biến chứng gì không và cái biến chứng nào hay gặp nhất thế thì nó có biến chứng cái phương pháp nào nó cũng có nguy cơ các tác dụng phụ và biến chứng thì cái biến chứng mà à, nặng này nhất hay gặp nhất ở cái phương pháp chấm tc này đó là cái biến chứng tăng sắc tố sau khi chấm Phần lớn các cái trường hợp đặc biệt là những tiếp da ở những người châu Á Ví dụ như từ 3 cho đến 5 ấy, thì cái tỷ lệ tăng sắc tố sau khi chúng ta chấm sẹo Hay là một số trường hợp mà người ta dùng nồng độ thấp để chấm piu nám ấy, Thì cái tăng sắc tố nó xảy ra rất là nhiều Tuy nhiên đặt giữa cái nguy cơ và lợi ích là là mục đích của chúng ta làm đầy cái sẹo lên trước và sau đó thì cái mờ thâm nếu mà nó có xảy ra nó có bị tăng sắc tố thì chúng ta xử lý về sau thì nó cũng là một cái vấn đề có thể chấp nhận được. Có phải làm điều trị nhiều lần không? thì để đạt được hiệu quả cao nhất thì sẽ phụ thuộc vào cái tiến triển của cái sẹo qua các lần thông thường thì để đạt hiệu quả tối đa thì nó rơi vào từ 3 cho đến 6 lần điều trị nếu chúng ta áp dụng đơn trị liệu có nghĩa là chỉ dùng phương pháp chấm này thôi còn nếu chúng ta coi nó là một cái phương pháp phá cái đáy sẹo thì sau đó chúng ta kết hợp với các phương pháp khác vào nữa thì nó chỉ cần điều trị có một lần đầu tiên thôi câu hỏi thứ bảy là sau khi chấm TCA về nhà thì chúng ta có phải kiêng nước hay không thế thì trả lời là không phải kiêng nước, chúng ta vẫn phải dùng các cái dung dịch à, sữa rửa mặt cũng như là nước sạch để chúng ta rửa. Tuy nhiên ấy, là chú ý là không trà sát, cọ mạnh và tiếp xúc lâu với nước, lâu với chất tẩy rửa. Để trước khi mà cái vảy nó bong ra hoàn toàn thì chúng ta tránh làm tổn thương nó. Câu hỏi thứ 8 là có cần phải tiêng ăn thịt bò hay các loại thịt nó có màu đỏ, màu thâm hay không? Thế thì rất nhiều bạn hỏi câu này không chỉ đơn thuần là đối với phương pháp này đâu. Trong các trị liệu khác cũng thế. Thế thì câu trả lời là... Câu hỏi thứ 9 là có phải dưỡng ẩm sau khi điều trị không? Có, chắc chắn là có rồi Dưỡng ẩm cho da đủ độ ẩm thì cái việc phục hồi những cái vết thương nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ tốt hơn Câu hỏi thứ 10 là có thể kết hợp các phương pháp cảm ứng collagen khác như là lan kim, phi kim, laser fractional vào sau khi điều trị cái phương pháp này không? Câu trả lời là có, chúng ta có thể kết hợp những cái phương pháp đó sau khi cái vảy của cái lần chấm đó nó bong ra để kích thích tăng sinh collagen, giúp cho cái hiệu quả điều trị đầy sẹo những chỗ chấm đấy nó đầy lên nhanh hơn và cái sẹo nó phát triển sẽ tốt hơn. Câu thứ 11 là cái nồng độ dung dịch TCA đó thông thường nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu phần trăm? Thế thì à theo các hướng dẫn trên thế giới và các các cái thử nghiệm đánh giá thì hiện tại bây giờ mức khuyến nghị là từ 65 cho đến 100% cái nồng độ TCA. Vậy thì các bạn nhớ rằng là cái nồng độ nó rất là cao nên là trong quá trình mà điều trị thì phải là những người có chuyên môn cũng như là cái cơ sở điều trị các bạn đủ đúng quy trình để đảm bảo cái sự an toàn thì các bạn hãy điều trị nhé. Không nên tuyệt đối không nên điều trị tại nhà. Câu hỏi 12 là sau khi chấm TC xong vào những cái sẹo đáy nhọn ấy thì nó bong ra thì mình nhìn thấy cái sẹo, cái đáy của nó rộng hơn, cảm giác cái sẹo nó sâu hơn một chút thế thì đấy có phải là thất bại hay không và như vậy thì nó có hiệu quả hay không thông thường thì với một cái xe sẹo đáy nhọn như thế này khi chúng ta chấm mục đích là để phá chấm cái đáy sẹo nó ăn rất là sâu xuống dưới để nó giải phóng cái sự sơ dính nó ra thì sau đó cái việc mà một cái sẹo mới nó hình thành nó rộng hơn nó có cảm giác nó sâu hơn đáy nó đỏ hồng thì đó là một câu chuyện rất là bình thường Và sau đó, đó là cái quá trình mà tăng sinh kích thích collagen tiếp theo Cái mô đỏ, màu hồng đó nó tiếp tục đầy lên uh, Ở những cái lần chấm tiếp theo Hoặc là chúng ta dùng các phương pháp kích thích cảm ứng collagen xuống Thì nó sẽ dần dần nó đầy lên Câu hỏi số 13 thì rất nhiều bạn nam hay hỏi là Hút thuốc thì có ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị không? Và câu trả lời của tôi dành cho các bạn là Chắc chắn, chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn Và tốt nhất là stop hãy dừng hãy bỏ thuốc lá trước khi ban điều trị còn nếu mà đang điều trị mà vẫn còn hút thuốc thì thôi tốt nhất là dừng lại đừng có điều trị nữa vì bởi vì vừa tốn công mà vừa tốn tiền của các bạn nó sẽ không đạt hiệu quả đâu thuốc lá nó còn là một cái tác nhân hàng đầu làm cho tiêu collagen làm cho những cái phản ứng viêm đầy tăng sinh collagen nó không có hiệu quả câu 14 là nên uống bổ sung thêm gì để có thể là tăng hiệu quả điều trị Thế thì ngoài việc chúng ta ăn uống đa dạng, ăn uống đầy đủ bình thường đặc biệt là protein và bổ sung nhiều hoa quả trái cây các chất khoáng ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm hoàn toàn có thể bổ sung thêm nhé nếu mà khẩu phần ăn chúng ta không đáp ứng được đó là thứ nhất collagen kèm theo vitamin C thứ hai có thể bổ sung thêm một số cái viên uống như vitamin A C E viên kẽm thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình đầy sẹo diễn ra được tốt nhất bởi vì tất cả những cái chất đó chất khoáng vitamin đó nó tham gia trực tiếp vào quá trình tái tạo lành thương và tổng hợp tăng sinh collagen Câu 15 là có phải chống nắng giống như chúng ta điều trị nám điều trị tàn nhang hay không? Thế thì câu trả lời là chắc chắn phải chống nắng, phải chống nắng nhé các bạn. Còn chống nắng như thế nào các bạn có thể xem cái video ở trên này. Tôi nói rất là kỹ về cái việc là tại sao chúng ta phải chống nắng và nếu không chống nắng thì nó sẽ gây ra những tác hại gì. Sẽ dừng lại ở 15 câu hỏi và nếu các bạn có những cái câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, trẻ hóa da thì các bạn hãy mạnh dạn bình luận, comment câu hỏi của bạn xuống phía dưới để tôi sẽ lọc ra những cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi cũng như nhiều bạn quan tâm thì tôi sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh, subscribe phía dưới và bật cái chuông lên để nhận thông báo những video tiếp theo. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo của tôi. Bye bye!